Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc đấu Vương Đình Huệ và Hoàng Trung Hải cú lật kèo ngoạn mục. Trong giới xã hội đen, nếu hai người dù không ân oán gì nhưng chọn hai đại ca là hai người đối đầu nhau để đầu quân, thì thế nào hai người đàn em đó cũng ở thế đối đầu, không thể khác được. Nói về chính trường Cộng sản Việt Nam thì nó cũng như vậy. Khi hai người chọi hai phe khác nhau mà hai phe đó đang đấu nhau, thì thế nào giữa hai người đó cũng sẽ trở thành đối thủ của nhau. Đại ca là đối thủ của đại ca, còn đàn em là đối thủ của đàn em. Từ nhiều năm nay, chính trường Việt Nam đã hình thành lên các nhóm cộng sinh về quyền lợi chính trị lẫn quyền lợi kinh tế. Một đặc biệt là trong quyền lợi chính trị, những nhóm như thế người ta gọi là nhóm lợi ích. Ghế thì ít mà người thì đông nên luôn xảy ra mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích với nhau. Đó là điều tất yếu. Người ta nói Đảng Cộng sản là nhóm lợi ích lớn nhất. Tuy nhiên, trong nhóm lợi ích đó có nhiều nhóm lợi ích nhỏ hơn. Trước đây có thể kể các nhóm như nhóm Nguyễn Tấn Dũng, nhóm Trương Tấn Sang, nhóm Lê Thành Hải, nhóm Nguyễn Phú Trọng. Còn hôm nay thì các nhóm kia vẫn còn nhưng đã yếu thế. Còn lại nhóm của Nguyễn Phú Trọng là đang mạnh. Tuy nhóm của ông Trọng mạnh thật, nhưng nay lại nổi lên nhóm mới, đó là nhóm Phạm Minh Chính. Chính trường Việt Nam luôn có những nhóm lợi ích mới thay thế, vì bản chất của chế độ này là dung dưỡng nhóm lợi ích, nên không bao giờ thiếu nhóm lợi ích lớn mạnh và thay thế cho nhóm lợi ích cũ yếu đi. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ và ông Hoàng Trung Hải. Trong các nhóm lợi ích xảy ra mâu thuẫn tranh mạnh nhất từ xưa đến nay, thì phải nói những trận đấu giữa nhóm Nguyễn Tấn Dũng và nhóm của Nguyễn Phú Trọng là khốc liệt nhất. Hầu hết những nhân sự của Bộ Chính trị hiện nay cũng đều có tham gia vào nhóm này hay nhóm kia, chứ không bao giờ họ đứng một mình trong nền chính trị của Việt Nam. Bởi vì nếu đứng một mình thì không bao giờ leo cao được. Ông Vương Đình Huệ lạc lõng trong ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Vương Đình Huệ vốn là người của ông Nguyễn Phú Trọng từ đại hội lần thứ 11. Việc năm 2011, ông Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu Vương Đình Huệ nắm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính thay ông là một sự bổ nhiệm lạc lõng. Ngoài bốn thân tình đồng chí đồng hương, đồng môn, cùng trường với ông Nguyễn Sinh Hùng, thì ông Vương Đình Huệ có mối thâm giao với ông Nguyễn Phú Trọng. Sau khi ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Huệ có được sự che chở của Nguyễn Xuân Hùng. Tuy nhiên, cái ô của Nguyễn Sinh Hùng không đủ lớn để che cho ông Huệ an toàn. Khi ấy, ông Nguyễn Phú Trọng có sức ảnh hưởng mạnh nhất trong cả Bộ Chính trị, chứ không chỉ có ảnh hưởng trong chính phủ. Vì vậy, dù thân với Nguyễn Xuân Hùng, ông Huệ không thể làm được việc với Nguyễn Tấn Dũng, đó là điều khó tránh khỏi. Ngồi ở Bộ Tài chính mà ảnh hưởng tư tưởng dùng chiêu bài chống tiêu cực để đấu đá phe phái của ông Nguyễn Phú Trọng, thì ông Vương Đình Huệ đã làm phật lòng không ít người. Tại buổi hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường do Bộ Tài chính chủ trì vào 20 tháng 9 năm 2011 đã biến thành cuộc cãi lộn gay gắt giữa ông Vương Đình Huệ và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú. Trước sự chứng kiến của các chuyên gia đầu ngành về báo chí, nguyên nhân là ông Huệ đã bắt ép các doanh nghiệp xăng dầu, trong đó không ít những doanh nghiệp này là sân sau của Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ sát cánh cùng ông Nguyễn Phú Trọng từ năm 2012. Vào tháng 2 năm 2012, ông Vương Đình Huệ chạm với Bộ Công Thương lần nữa. Ông Huệ bị cho là xử ép Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khi yêu cầu EVN cắt giảm chỉ tiêu chi tiêu phải tiết kiệm cho được 1.800 tỷ đồng. Nói gì thì nói, chứ một bộ trưởng dưới quyền mà thân với đối thủ rồi quay ra chọc ngoáy mình thì đời nào ông Nguyễn Tấn Dũng để yên. Điều gì đến đã phải đến. Ông Nguyễn Tấn Dũng dường như đã đẩy ông Vương Đình Huệ sang Ban Kinh tế Trung ương của ông Trọng bằng quyết định số 656 của Bộ Chính trị vào ngày 28 tháng 12 năm 2012. Và kể từ đó, ông Huệ công khai đổ quân cho ông Nguyễn Phú Trọng. Còn Hoàng Trung Hải thì sao? Ông ta dường như đã đầu quân cho ông Nguyễn Tấn Dũng và phát sinh mâu thuẫn với ông Vương Đình Huệ. Ông Hoàng Trung Hải vốn gắn bó với Nguyễn Tấn Dũng từ rất sớm. Từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng thì Hoàng Trung Hải đã gắn bó với ông Dũng rồi. Hoàng Trung Hải nắm về xây dựng cơ bản khắp đất nước Việt Nam nên trong tay quyền uy rất lớn. Mà những dự án xây dựng cơ bản của chính phủ đều phải qua bàn tay của ông Vương Đình Huệ, vì ông Huệ lúc đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính, nên ông Huệ không chi là Hoàng Trung Hải khó khăn. Đó là vấn đề gây nên mâu thuẫn ngấm ngầm giữa Vương Đình Huệ và Hoàng Trung Hải khi họ cùng nhau ở chính phủ giai đoạn
2011-2012. Khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2011 là thời mà ông Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Hùng phối hợp hết sức ăn ý. Lúc đó, ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng điều hành chung, Hoàng Trung Hải cho triển khai dự án, còn Nguyễn Xuân Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính là người duyệt chi ngân sách. Những quả đấm thép đã trở nên tan hoang cũng vì bộ ba này tác oai tác quái. Dự án không khả thi nhưng ký duyệt chi ngân sách vô tội vạ. Điều đó tạo nên cái lề lối làm ăn, gây nhiều thất thoát cho ngân sách nhà nước, mà hậu quả đến hôm nay chưa thể giải quyết xong. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải luôn sát cánh cùng ông Nguyễn Tấn Dũng. Đến đại hội lần thứ 11, lúc đó ông Vương Đình Huệ thay thế Nguyễn Xuân Hùng thì tự nhiên dòng tiền chi ra bị gây khó khăn. Ông Vương Đình Huệ là người của ông Nguyễn Phú Trọng chen vào nắm túi tiền của chính phủ, là một điều vô cùng bất lợi cả cho Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải. Tuy việc đá ông Vương Đình Huệ sang ban kinh tế là do bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng điều đó ắt phải làm hài lòng ông Hoàng Trung Hải. Bởi đơn giản, ông Vương Đình Huệ đi thì nút thắt bị nghẽn nguồn chi đã được gỡ và Hoàng Trung Hải cùng ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể tiếp tục tự tùng tự tác. Thực tế ở chính phủ, ông Hoàng Trung Hải là cấp trên trực tiếp của ông Vương Đình Huệ. Về mặt chính trị, ông Hoàng Trung Hải luôn đi trước Vương Đình Huệ một bước, chân cho đến ngày ông Hải bị ông Nguyễn Phú Trọng loại khỏi chiếc ghế bí thư thành ủy Hà Nội. Và dường như dư luận cho rằng ông Vương Đình Huệ muốn tiến thân thì phải nhờ ông Nguyễn Phú Trọng dẹp Hoàng Trung Hải. Vào năm 2016, tại đại hội 12 của ông Hoàng Trung Hải và Vương Đình Huệ đều vào được Bộ Chính trị. Tuy nhiên, điều đáng nói là Vương Đình Huệ lại được thế lực Nguyễn Phú Trọng đưa vào, còn Hoàng Trung Hải thì được Nguyễn Tấn Dũng cài vào. Hai con đường trở thành ủy viên Bộ Chính trị của cả hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn thế lực của bộ hai người này thì biết Vương Đình Huệ có khả năng leo cao hơn Hoàng Trung Hải thì khó có cơ hội leo cao hơn nữa. Sau khi vào Bộ Chính trị, ông Hoàng Trung Hải nắm Bí thư Hà Nội, còn ông Vương Đình Huệ nắm chức Phó Thủ tướng. Giữa chức Phó Thủ tướng và chức Bí thư Hà Nội thì người ta đánh giá chức Bí thư Hà Nội ngon hơn. Đây là hình ảnh vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, ông Vương Đình Huệ đã lấy được chức Bí thư Thành ủy từ tay Hoàng Trung Hải. Người ta cho rằng ông Hoàng Trung Hải có dính đến các yếu tố Trung Quốc. Phần vì ông là người gốc Hoa, phần vì khi ở cương vị Phó Thủ tướng, ông đã đồng ý rất nhiều gói thầu EPC của Trung Quốc triển khai tại Việt Nam. Được biết hơn 90% các gói thầu EPC của Việt Nam rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc, trong đó có công khai không nhỏ của ông Hoàng Trung Hải. Chính vì vậy mà ông Trọng đã đánh ông Hoàng Trung Hải, nhưng cũng phải nương tay chứ không dám đánh mạnh như ông đã đánh Đinh La Thăng. Tuy nhiên, phải tìm cách nào đó hạ bệ Hoàng Trung Hải, chứ không thể để cho thế lực cũ của Nguyễn Tấn Dũng lọt vào tứ trụ thì rất nguy cho ông Nguyễn Phú Trọng sau này. Và ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã chọn đưa Hoàng Trung Hải ra khỏi vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội một cách nhẹ nhàng, chứ không mạnh tay như đã làm với ông Đinh La Thăng. Nhờ đó, ông Vương Đình Huệ mới có cơ hội chám vào chiếc ghế Bí thư Hà Nội đầy triển vọng này. Và như thế, dư luận nhận định là ông Hoàng Trung Hải đã thua cuộc trước Vương Đình Huệ. Việc thất bại của ông Hoàng Trung Hải là điều được báo trước khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng rời ghế Thủ tướng vào năm 2016. Đến năm 2017, ông Đinh La Thăng bị cách chức Ủy viên Bộ Chính trị và bị mất chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì xem như số phận của Hoàng Trung Hải càng trở nên mong manh hơn. Tuy nhiên, người ta vẫn không ngờ ông Hoàng Trung Hải lại có thể trụ lại chiếc ghế quyền lực số 1 tại thủ đô tới tận năm 2020 mới bị tước bỏ. Mà lại tước bỏ hết sức nhẹ nhàng chứ không bị lột chức và tống vào tù như đã làm với ông Đinh La Thăng. Có lẽ ông Hoàng Trung Hải cũng cần phải cảm ơn cái gốc của ông, cái gốc mà cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng không dám làm mạnh tay. Khi ông Vương Đình Huệ đoạt lấy ghế bí thư thành ủy của Hoàng Trung Hải thì xem như ông Huệ đoạt được hai mục đích. Thứ nhất là ông loại được một đối thủ đáng gờm. Thứ nhì là ông Huệ có được nước thang quan trọng để vào tứ trụ. Bởi ông Vương Đình Huệ khởi nghiệp từ chính trị, từ Bộ Tài chính, chứ ông không hề kinh qua một chức vụ địa phương nào cả. Và ông vẫn cần phải dùng cái ghế bí thư thành ủy Hà Nội để làm bàn đạp nhảy vào tứ trụ. Được biết, trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra nhiều điều kiện, trải qua nhiều vị trí để đến với vị trí tứ trụ là rất quan trọng. Chính vì điều đó, mà Ban Bí thư và Bộ Chính trị mới thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ từ nhiều năm nay. Nay, ông Huệ lại xoán ngôi ông Hoàng Trung Hải để ngồi vào ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội là một cơ hội hết sức lớn. Đây là hình ảnh nụ cười chiến thắng của ông Vương Đình Huệ. Có tin đồn cho rằng
Đến giữa nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rời chức ghế và nhường lại chức Tổng Bí thư cho ông Vương Đình Huệ. Chuyện này thực hư như thế nào chưa thể khẳng định. Tuy nhiên, nếu đây là sự thật thì việc kinh qua chức Bí thư Thành ủy Hà Nội là một lợi thế rất lớn để tiến đến vị trí cao nhất đó. Và việc ông Huệ có làm Tổng Bí thư hay không thì chưa biết, chỉ biết cho đến bây giờ ông Huệ đã thắng ông Hoàng Trung Hải trong cuộc đua đến chiếc ghế quyền lực cao nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 với bản tin Cuộc đấu Vương Đình Huệ và Hoàng Trung Hải, cú lật kèo ngoạn mục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.